Nhà hàng bỉ này đang đề nghị các khách hàng giúp chi phí tiền điện và khí đốt hiện đang tăng mạnh. Tôi nhận ra là chi phí năng lượng tăng thêm là khoảng 100.000 euro. Tôi biết là chúng tôi có khoảng 100.000 khách mỗi tháng. Nên tôi nói là ok, mỗi khách hàng thêm 1 euro. Ông cho biết đây là biện pháp tạm thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp của mình vượt qua khủng hoảng năng lượng. Trên bàn ăn mỗi người có một tờ giấy giải thích tình hình hiện tại với thực khách. Nếu ai cũng đưa khách hàng vào thì khó, thì với chúng tôi cũng phức tạp vậy. Nên chính phủ đồng thời cũng phải hỗ trợ chúng tôi. Nếu không thì thật là không công bằng nếu chỉ có khách hàng phải chịu gánh nặng của các khủng hoảng này. Đây là vấn đề có sống sót qua cuộc khủng hoảng này không? Nhưng nếu mọi người không muốn trả thì chúng tôi không ép. Bạn biết đó, chúng tôi không tranh cãi về vấn đề này. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.